Dạ rồi, em Thiên Đỉnh xin kính chào quý bà con đã quay trở lại với vườn Na Mẫu Lê Gia, nền nông nghiệp Lê Gia Địa Khoén Xô, thầy Đỉnh Thúc Nốt Cần Thơ. Có rất nhiều bà con cũng có hỏi là Lê Gia, sự khác biệt của Lê Gia như thế nào, thì em cũng rất là thấy nó phát triển. Nói chung là em có chia sẻ rất là nhiều về cái kế hoạch và những cái định hướng của Lê Gia ở trong tương lai. Thì bên nền nông nghiệp Lê Gia thì cũng chia sẻ với bà con là một cái nền nông nghiệp rất là khác biệt, và cái cách làm của em nó cũng rất là khác biệt so với tất cả những cái nền nông nghiệp khác, cũng như là một cái cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc là một cái cây giống hoặc là vân vân. Thì đó là khác biệt là những gì, thì em cũng chia sẻ cái thứ nhất, em là một cái sự tích hợp vừa cây giống vừa kỹ thuật cho đến là phân thuốc hiệu quả và đến đầu ra cho bà con. Thì mỗi một cái loại phân thuốc, mỗi một cái loại kỹ thuật, mỗi một loại cây giống thì đều được Lê Gia, đều được bên Lê Gia. Thứ nhất là phải trải nghiệm trên những cái vườn mẫu thực tế. Cái thứ hai là phải rút kết qua nhiều cái kinh nghiệm, đạt hiệu quả, đưa ra cho bà con mình sử dụng, đưa hướng dẫn cho bà con mình làm. Đây là sự khác biệt của bên Lê Gia, từ cây giống cho đến kỹ thuật, đến phân thuốc cho đến đầu ra. Và chia sẻ cho quý bà con thì em đang đứng tại những cái vườn mẫu của bên Lê Gia. Thứ nhất là đây là cái sầu riêng dưới mít ruột đỏ Indo, và cái bờ kế theo nó là cái thằng Na Thái, cái mãng cầu Na Thái, con cây vườn cây tơ. Và bên trong đây là cái vườn cây Na Thái già, mới thu hoạch rồi nhưng mà cây cũng còn rất là xanh tốt. Và ở phía ngoài kia chút xíu nữa là cái mãng cầu gai. Thì nguyên cái khu này là nguyên cái khu nó dính liền nhau luôn, là tầm khoảng gần 2 hectare là bên thuộc bên Lê Gia, đầy đủ các loại vì về Na Thái nè, mít ruột đỏ Indo và cây sầu riêng và cây mãng cầu gai. Đây là những cái cây mà bên Lê Gia đang làm rất là mạnh và đang làm từng ngày, bà con theo dõi ha, cũng chia sẻ cho bà con đó là sự khác biệt của bên Lê Gia. Em có nói rất là nhiều bà con, nói rất là nhiều, bà con để ý thì sẽ thấy được bên Lê Gia đang làm những gì. Em không phải là chia sẻ những cái vấn đề nó nằm ngoài cái tầm của mình, và những cái gì mà em làm thì nó phải bám sát thực tiễn và thực tế, và nó phải hiệu quả là hiệu quả tối ưu, chứ không phải là hiệu quả đơn thuần chỉ là nó hiệu quả sơ sơ hơi nổi trội thôi, thì đó cũng vẫn chưa gọi là sự khác biệt, mà phải là sự khác biệt rất là lớn. Rồi thì quay lại cái câu chuyện là khi mà em xài những cái loại phân thuốc như thế nào, thì em đều phát trực tiếp hoặc là em quay video cho bà con những cái video thực tế. Đạt thì nó đạt, không thì nó không đạt, rất là thực tế. Thì hôm nay thì em quay cái video này muốn chia sẻ cho bà con. Bữa 28 tháng 5 2024 thì em có thử 4 cái loại hữu cơ ở bên em, là em có quay lại bà con nhưng mà em không có đăng. Bữa nay thì ngày 9 tháng 6 bà con đó. Cái bữa thì đây là cái bờ này, là bờ bên đây là cái thằng vườn sầu riêng dưới lại mít ruột đỏ Indo. Thì còn cái bên đây là gọi là cái bờ 1, thì em có xài cái thằng hữu cơ phân nhập này bao 25 kg bà con. Phân nhập ha, xài cái này. Tí xíu nữa em sẽ đưa cái video lên cho bà con mình xem. Em có ghép lên trên đó. Nói chung là mình xài cái này là cái bờ thứ hai. Bờ thứ hai này thì em xài cái thằng humic dây Thái. Đó. Tại sao là em lại xài nguyên cái bờ như thế này, để em đánh giá được cái hữu cơ nào nó đạt không bà con. Cái loại thứ cái bờ thứ ba này thì em có xài là cái thằng rong biển đậm cá. Đấy. Đây là cái bờ thứ ba. Còn cái bờ thứ tư và cái phần đất còn lại là em xài cái thằng hữu cơ gà vi sinh. Đó, hữu cơ gà vi sinh có loại bao 40 kg, cũng như có loại bao 25 kg. Đó. Thì trong cái quá trình xài á bà con, thì em tại sao mình lại xài đa dạng như thế? Thì em là bây giờ cái cây na nó sẽ em sẽ đi ưu tiên về cái hữu cơ. Nhưng mà để mà mình lựa chọn ra một cái loại hữu cơ để mình xài nó thực tiễn hiệu quả nhất, thì mình phải thực nghiệm trên cái vườn mẫu của mình. Thì đây là cái vườn mẫu mà bà con, nói chung là nó sẽ xài cho tất cả những cái phân mà em chia sẻ đến quý bà con thì đều được xài trên thực tế vườn mẫu, và em lưu video lại đây kia để làm cái minh chứng để quý bà con mình. Bà con thấy cái thằng mấy cái phân này là cái
Phân này phân gà vi sinh này em mới bổ sung hồi đêm hồi tối hôm qua. Tại vì vì sao em sẽ bổ sung cái này thì em cũng chia sẻ cho bà con mình. Thì trong quá trình em xài một cái loại hữu cơ, hữu cơ nhập bao 25 kg, bao trắng. Đây là cái phân dây thái và cái phân cá gông biển amino, và cái bờ thứ ba và bờ thứ tư, và cái phần đất còn lại là em xài hữu cơ gà vi sinh. Thì bữa em xài em gãi thì là bữa 28 tháng 5, bữa nay là 9 tháng 6, thì nó rơi vào tầm khoảng là 10 đến 12 ngày thì phải. Như 31 tháng 5 là 3 ngày, đi 3 ngày là 9 nữa là tầm khoảng 11 12 ngày. Thì đây là cái kết quả của 11 12 ngày. Thì theo em quan sát các bà con, nói chung là theo em quan sát thì bốn cái loại hữu cơ này nó cũng khá là hợp với cái cây na. Nói chung là cái cây na, cây mít, cây sầu gì hoặc tất cả các loại cây ăn trái đều hợp với hữu cơ. Và mình thấy á, khi mà bà con mình thấy á thì nó sẽ 8-10 với nhau, nhưng mà để lựa ra một cái loại phân mà mình cảm quan thực tế, mình đến thực tế tại vườn, thì em nó sẽ có cái sự chênh lệch khác nhau bà con. Đó, thì cũng sẽ chia sẻ cái điều này với bà con mình. Đầu tiên là mình sẽ xét xem là cái bờ của cái thằng hữu cơ dạng viên dạng này. Thì em xài này hữu cơ nhập này, dạng viên này, bao 25 kg. Thì cái cây nói chung là khá là đạt bà con, chung là cây nó khá là đạt hơn em so với những cái thằng khác, thì nó tỷ lệ nó 10 phần bà con, tỷ lệ nó 10, mấy thằng kia chừng 8-9 đó. Thì đây em quay cái cây cho bà con mình, cái đây là cái xài thực tế. Đây cái cây nè, đọt trên đây 4-3 đọt nè bà con, 4-3 đọt nè đó. Còn cái phân gà đây nè, cái phân này là cái phân em chia sẻ cho bà con nè, mấy cái viên xám xám này là cái phân hữu cơ nguyên viên đó, hữu cơ viên. Còn cái phân gà này là em bổ sung, mới bổ sung hồi tối hôm qua thôi đó. Thì cũng quay cho bà con mình để bà con mình xem được cái mức độ hiệu quả của từng loại hữu cơ, để mình có những cái trải nghiệm thực tiễn nhất đó. Ok, khi bà con mình xài cái hữu cơ, bà con mình thấy cái sự khác biệt dữ lắm, nó khác biệt dữ lắm so với phân hóa học thì nó khác biệt lắm. Cái bộ lá nó rất là dày bà con, cây bộ lá rất là dày và đọt nó phát triển nè, nó đâm 3-4 đọt nè. Cây mới trồng tháng ngoại gì rồi con, mà giờ đất bắt đất nè, cái da nó rất là mẫn. Khi mà con mình xài cái thợ hữu cơ, cái dạng viên phao trắng này, phân nhập nha, thì bà con thấy cái bộ lá rất là xanh dày và cây nó rất là khỏe bà con, rất là khỏe ha, da nó rất là mẫn. Để em kiểm tra cái bộ rễ cho bà con mình xem, thì chung chia sẻ cho quý bà con mình đó, thì mình thì hạn chế xài cái thuốc kiến này kia nha, cho mấy con vi sinh nó phát triển dưới đây, thì để nó làm cái môi trường sống tốt nhất ha. Bà con thấy nè, rễ mà nó ra nào con, cái cây là bà con biết, cái cây tốt là bà con nhìn là biết là bộ rễ nó sao à. Cái cọng rễ nào cũng thấy cũng to đùng luôn. Đây rễ nè, bắt đắt nè đó, bà con thấy rễ là trắng phiếu cái chân nè. Mình moi sâu nhiều nữa cho bà con xem nè, rễ nó ra nè, trắng cây luôn. Tại vì bà con nhìn cái cây là bà con biết cái bộ rễ nó rồi. Đây khui ra nữa một miếng nữa đi, để cho bà con mình theo dõi đó. Đợi rễ nè, nó bắt vô đất nào con, nó bắt ra tới đất luôn nè, thấy chưa. Thì đây là cái thực tiễn em muốn quay cho bà con mình, để bà con mình thấy được cái sự khác biệt của bên Laya là như thế nào. Mình làm cái gì nó đều thực tiễn cái đó bà con đó. Thì cái hữu cơ mà cái dạng viên này thì em thấy nó rất là hiệu quả trên cái bờ mọc này, rất là hiệu quả. Nhưng mà tại sao mà em lại mới vừa tối hôm qua là em lại đưa một cái hữu cơ gà vi sinh vô, thì tí xíu nữa em sẽ chia sẻ cho con cái điều này. Nhưng mà em rất là tâm đắc về cái dòng hữu cơ dạng viên 25 kg này. Bà con thấy cái cây nó khác biệt không, cây cực kỳ là tốt luôn. Cái bộ rễ thì em nói thật sự quý bà con mình, gỡ ra xem cây nào như cây nấy luôn bà con. Rễ nè, nó bò lên tới trên đây luôn nè bà con coi, nó bò lên tới trên đây nè, cọng rễ cọng nào đấy nè, rất là to rễ ha đó, nó bò lên tới trên mặt luôn nè. Đây con coi nè, em mở cây nào cũng ra cây đó ha đó. Bây giờ nó bắt ra tới ngoài này luôn nè đó, quay thực tế cho bà con mình
Đây nè, bắt ra tới ngoài đất này luôn nè. Mới trồng một tháng mấy thôi nha bà con. Cộng là con nấy to đùng. Bắt ra tới tuốt ngoài này luôn nè, rễ nè. Rễ nó trắng bầu cái này, rễ chứ không phải gom đâu nha bà con. Bà con coi kỹ nha, rễ nè. Bò ra tới ngoài này luôn nè. Đó. Vậy thì mình kiểm tra để cho bà con mình thấy được cái thực tế. Cái cây mà con cây nó xanh tốt như thế này thì bộ rễ nó mới mạnh, nó mới xanh tốt được vậy bà con. Đó. Vậy là cái kết quả của cái thằng hữu cơ dạng 25kg này là nói chung là em khá là tâm đắc à, nó đi cái thực tế. À, em bổ sung cái phần gà vi sinh nữa vô đó là em đang tâm đắc gà vi sinh. Tí xíu nữa em sẽ qua cái vườn ở bên vào gà vi sinh cho bà con mình xem. Thì em bổ sung em luân phiên giữa hữu cơ dạng viên này và hữu cơ gà vi sinh để cho cây nó đầy đủ các vi loại vi sinh để cây nó phát triển ha. Đây là cái kết quả của cái thằng hữu cơ này nha bà con. Đây là kết quả hữu cơ dạng viên trắng phân nhập này, 25kg. Ở đây là cái kết quả của cái thằng humic dê thái. Nói chung là humic dê thái đây thì mình nhìn á, nếu mà mình nhìn cái tầm trung của mình nhìn trong điện thoại thì bà con sẽ khó phân định được cái thằng hữu cơ dạng viên và cái thằng dê thái thằng nào hơn nào. Nó nằm ở mức là 90 với nhau. 90 bà con. Cây nó cũng rất là xanh tốt, cây rất là xanh tốt. Nhưng mà cây nó rất là xanh tốt. Nhưng mà khi mà bà con mình xài á thì bà con mình sẽ cảm mình trực tiếp á thì mình sẽ thấy được nó là 90 với thằng kia. Nó cũng 90. 90 với thằng kia. Nó không có dày vì nó cũng còn một cái điểm gì đó nó yếu hơn so với cái thằng hữu cơ bên kia. Để mình nhìn thực tiễn thì mình mới biết được bà con. Nhìn thực tế thì mình mới biết được ha. Nói chung là nó cũng đạt đó bà con, rất là đạt. Ở những cái trường hợp á là bà con mình cây nó si đó, bà con mình xài cái thằng dê thái rất là hiệu quả, rất là cao. Em rất đánh giá cũng khá là cao với cái dòng này. À. Rồi, tiếp theo là cái kết quả của cái thằng tạm cá công biển, tạm cá công biển. Đó, tạm cá công biển. Thì bữa hôm em gãi cái thằng tạm cá công biển này. Cái công biển này phân nhập nữa nha bà con, nhập dạng viên thôi đó, phân nhập dạng viên. Nói chung phân bên em dạng phân nhập hết bà con đó. Thì cái thằng đạm cá công biển này thì em cảm giác nó cũng khá là phát triển bà con, khá là tốt. Nhưng mà cái màu nó không lợi với cái thằng hữu cơ 25kg ở cây bò 1. Nó cũng 90 với thằng kia thôi, thì nó sẽ ngang tầm với thằng dây thái. Cái thằng đạm cá công biển này đó, em đánh giá là vậy nha bà con. Cây nó sẽ không phát bằng cái thằng hữu cơ dạng viên 25kg ở cái bò 1. Thì đây là cái đánh giá bà con, đánh giá nó ở cái thằng này 9 thì thằng kia 10 thì thằng này chỉ có 9 thôi. Chỉ mình đánh giá thực tế ngoài, mình đi thực tế ngoài mình mới thấy rõ được, còn bên trong thì mình khó thấy. Nhưng mà cái tâm đắc nhất đó là cây thằng gà vi sinh. Đây cái thằng này bữa hôm là em xài gà vi sinh cái bờ thứ tư này và tất cả phần còn lại là em xài gà vi sinh. Thì gà vi sinh này là tại sao mà em lại xài mà em lại tâm đắc như thế bà con? Em quay cái bờ là bà con thấy khác liền. Em quay cái bờ là bà con thấy nó khác liền. Đó. Em quay cái bờ bà con thấy khác liền. Em chia sẻ như thế này nè bà con. Không phải mà một loại hữu cơ này nó làm nên màu hồng, mà là em chăm sóc quy trình với quý bà con mình, mà nó quy trình là chăm sóc kỹ thuật là tứ nè, ở dưới là tứ là cùng quy trình chăm sóc tứ đê mít nè, chùm đậm cá, thùng chiên cầu, gigomin hoặc là thuốc khuẩn Buffett, tứ ở dưới định kỳ 20 ngày đến 15 ngày là mình tứ, qua mấy cử sau nữa là mình có thêm phân 20-15, cái định kỳ chăm sóc hết cả vườn, kể cả sầu riêng hay là mít đỏ Indo hoặc là cây na thái hết cái vườn này. Và ở trên mình xịt chùm diệt nhện, chùm sâu kháng, chùm nghiệp sáp, hoặc là mình xịt combi, rồi hằng bơm đậm cá, rồi anchacon hoặc là gigomin, thì hoặc là hằng manco z, đó là mình xịt ở trên. Thì để cái quy trình nó chăm sóc như nhau, nhưng mà cái hữu cơ thì mình lại xài qua cái bốn loại này nó khác nhau tí xíu thôi. Thì bởi vì em nói là không phải một con én mà làm nên mùa xuân, mà là phải hội tụ rất là nhiều cái yếu tố đó. Nhưng cái phân hữu cơ gà vi sinh này em khá là tâm đắc nó, khá là tâm đắc. Nó có loại cái bao 40kg, cái bao 25kg ha, 25kg. Thì nguyên cái bờ còn lại là em xài hữu cơ phân gà vi sinh
vi sinh bà con. Thì đây là cái phân gà hữu cơ vi sinh đây. Đó, em bổ sung cái vi sinh cho cây. Bà con nếu mà mình xem cái thực tế á, thì bà con thấy cái cây nó cực kỳ là nó khác biệt luôn bà con. Nó khác biệt. Nó cũng ngang tầm với cái thằng hữu cơ phân nhập 25 kg. Cây nó lực lắm. Cây mình nhìn nó khác liền. Nguyên cái vườn, cái khu sau này nó nhìn khác cực kỳ lắm. So với hai cái bờ là xài cái thằng dê humic với lại cái thằng cá rong biển. Hai cái thằng đó thì nó cũng đạt nha bà con, nhưng mà chỉ chín thôi, nhưng mà thằng này là lại 10. Đó thì cũng chia sẻ cho bà con như thế để cho bà con mình có một cái nhìn thực tế về cái hữu cơ mà em đi từng cái loại hữu cơ trên đây. Bà con thấy cây phát ốc nổi luôn, chung cây là nó phát hơn bên kia, nó dữ lắm. Cây nó phát nguyên cái bờ khúc đó phát dữ dằn lắm, tại nguyên khúc này xài cái gà vi sinh đây. Bởi tại sao là em mới vừa bổ sung cái phân gà vi sinh đó, chứ mình bổ sung đó là chuyện là cái tại vì mình thấy cái gà vi sinh này nó đạt à. Đó, mình thấy nó đạt rất là đạt luôn. Mà con nhìn ở ngoài thì con sẽ thấy sự khác biệt nguyên cái vườn phía sau này rất là tốt đó. Nhưng mà mình nói như vậy mình không phải xài cái hữu cơ vi sinh không mà gà vi sinh không nghe bà con, mình phải xài luân phiên. Theo em á, thì mình nên là chia sẻ cho bà con gì nè, cái na thái thì bà con mình cứ ưu tiên về cái thằng phân hữu cơ. Gà vi sinh là một nè, hữu cơ dạng viên trắng bao 25 kg là hai. Mình hai đó mình trộn gã chung. Còn cái thằng dê thái á thì nó có cái bao đó 10 kg à. Thì mình có thể xài bổ sung. Rồi thằng cá rong biển thì cũng xài bổ sung, mình luân phiên. Chứ nó không thể một loại mà nó hình thành được đâu bà con. Mà là phải nhiều loại kết hợp với nhau, phải luân phiên nhuần nhuyễn với nhau. Phải luân phiên thì cây nó mới phát triển được. Cũng chia sẻ cho con nè. Rồi ở dưới là mình cũng tứ đậm cá, thùng chiên cầu đê mít nó. Cộng ghế cái nào cộng ghế nấy nè. Thần nó bự còn hơn là mình gọi là cộng giá nữa bà con. Cái gì nó mới phát triển bà con. Nó quay nguyên cái bờ cho bà con mình xem. Cây cực kỳ phát triển luôn. Cái bờ gà vi sinh này ở tâm đắc, em thấy là tâm đắc. Hiện giờ là em cũng đang định hướng cho rất nhiều bà con mình xài, không chỉ riêng về cái cây tơ mà cả cây già là cũng đang định hướng phân gà vi sinh và phân hữu cơ bao 25 kg để cho bà con mình xài. Bổ sung cứ 1 tháng bổ sung lần, cứ bổ sung lần. Nếu mình xài hữu cơ nó sẽ giảm cái lượng phân hóa học. Nhiều bà con thì chắc nghĩ là phân hữu cơ thì nó đắt tiền hơn phân hóa học. Nhưng mà bà con mình cứ nhìn kỹ lại cái thời gian gần đây thì cái phân hóa học với cái phân hữu cơ nhiều khi nó còn đắt tiền hơn phân hữu cơ nha bà con. Tại vì trên một cái cây trồng á, bà con không phải mình gãi phân nhiều mà cây nó tốt đâu bà con, mà là mình gãi phân làm sao mà cái bộ rễ của nó phát triển tốt, to mập khỏe thì nó mới hấp thụ được cái dinh dưỡng. Mình không thể xóa bỏ phủ nhận được cái phân hóa học, nhưng mà nó chỉ ở mức độ cần thiết và nó chỉ ít thôi, vừa đủ thôi. Chứ bà con xài hóa học quá nhiều, cái đất của bà con bị chai, rễ của bà con từ từ nó bị bó rễ, cây nó không phát triển. Bà con phải luân phiên, vừa xài hữu cơ vừa kết hợp hóa học, mà hữu cơ phải tăng cường hữu cơ để cho đất nó tơi xốp, bộ rễ nó khỏe mạnh, thì cộng rễ nó to chắc khỏe thì bà con mình gãi cái phân hóa học vô thì nó sẽ ok hơn so với bà con mình cứ gãi phân hóa học không. Đây là em chia sẻ bà con mình xài hữu cơ, bà con mình nghĩ nó tốn tiền nhưng mà thực tế rất là bền vững, nó không đắt tiền bằng cái phân hóa học đâu bà con. Mà mình xài hữu cơ nhiều rồi thì nó sẽ giảm cái lượng phân hóa học, tại vì cây nó hấp thụ được rồi là bà con gãi ít nó cũng hấp thụ. Còn bà con mình cây nó không hấp thụ rồi bà con cứ gãi nhiều, càng nhiều rồi càng chết, càng ngủm. Đây là em chia sẻ thật tình thật lòng với bà con mình, không chỉ riêng cây na mà cây nào cũng vậy hết. Cây măng cầu gai, cây mít cuộc đỏ đô, hoặc là cây mít thái, hoặc là cây sầu riêng, hoặc là cây na thái, hoặc là cây na sầu, cây nào cũng cần hữu cơ rất là cao, đất phải tơi xốp, bà con mình trồng nó sẽ khác biệt liền. Trái nó nuôi nổi to, trái nó sáng đẹp, cây nó khỏe, nó kháng chọi lại sâu bệnh rất là nhiều. Bởi em định hướng cho quý bà con mình sắp tới đây là na là nghiêng về cái thằng hữu cơ là chính. Hóa học mình đi nhẹ thôi, đi ít thôi. Lâu lâu thì mình tứ thuốc cho nó dưỡng rễ này kia, tứ đi mít thùng chiên cầu này kia, rồi để chùm đậm cá bên dưới. Đó là cũng là hữu cơ, nó mới cũng những đó là cũng là dạng hữu cơ với chung vi lượng thôi. Nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều về cái phần hóa học. Cái hóa học bà con. Đó thì hôm nay thì chia sẻ cho bà con mình, không lẽ để em đi hết vườn á thì để bà con mình thấy rõ hơn. Nhưng mà bà con thấy nè, cây cực kỳ là phát triển, bên cái phần gà vi sinh này nó rất là ok luôn.
Đó thì không phải tự nhiên mà em lại chia sẻ cho bà con mày về cái này, vấn đề này, và không phải mà tự nhiên mà em lại để cho bà con mình xài, không phải tự nhiên mà em lại xài vô cái vườn này. Thì đối với em là cái sự khác biệt của bên Layya, bà con em chia sẻ như thế này: em đi hỗ trợ rất là nhiều vườn, và cái mục đích của em đến những vườn á, thì cái thứ nhất là em, người ta mời em đến thì em chia sẻ những gì em biết, những cái gì em biết, bà con chia sẻ những cái gì em biết và học hỏi những gì người ta có. Đây là cái cách làm của em, đây là cái cách của em đang làm, và em đang gom nó lại. Tại vì không phải ai cũng giỏi mà con, người giỏi một cái khía cạnh, mình phải học tập trau dồi mỗi ngày để mình cùng phát triển, chứ không phải mà mình lại đó rồi mình chia sẻ cho người ta là mình đúng không, mà mình phải xài, mình phải nghe người ta, lắng nghe người ta và xem cái nào là ưu điểm của họ, xem cái nào là khuyết điểm của họ để mình rút về mình làm một cái bài học. Bởi vì cái sự khác biệt của bên em là như thế, khác biệt em là một cái nơi để em tích hợp là những cái gì mà nó hay nhất có thể để mình về mình làm thực tế thực tiễn để nó phát triển tốt nhất, bà con. Chứ không phải mà mình nói mình đi mình hay, mình đi tới đi đầu này đầu kia, mình dạy này dạy người kia. Những người hiểu em vậy là rất là sai lầm về em đi là em học cái phân gà vi sinh này nè. Thực tế là trên một cái em đi một cái người khách hỗ trợ thì người này nuôi cây rất là giỏi, nói chung là xài phân gà hữu cơ vi sinh, cái cây 5 năm mà cái gốc bà lớn như nè bà con, có gốc bà lớn gì luôn, thật là khủng khiếp luôn. Bởi vậy là em mới là chia sẻ là em nói thôi giờ em lấy về em xài cái vườn nhà để cho nó đạt, tại vì thấy phân đạt quá. Anh nói cứ mua về xài để thấy đạt lắm. Thì mình cái đó là cái hay của người ta, mình về mình học lại mình xài, thì thực tế là em xài nó rất là đạt mà con, thật sự đạt. Thì em về em xài em thực tế trên nhà rồi và xài hiệu quả rồi, em lấy cái hay của người khác để em làm cái hay của riêng mình và em trải nghiệm nó, và em sẽ chia sẻ những cái điều hay đó đến với quý bà con. Thì đây là cái điều khác biệt của bên Layya, bên thời điểm thốt nốt Cần Thơ. Từ một cái giáo viên mà đi qua cái nền nông nghiệp, bên cây na và tất cả các loại cây ăn trái, không đơn giản là một cái quá trình ngắn nhỏ nào đó, mà là cả một cái quá trình tìm tòi học hỏi của bản thân em, của sự trải nghiệm của em và cái sự sáng ý trong em vì cái niềm đam mê nông nghiệp của em. Thì em đã làm rất là nhiều cái sự khác biệt ở trên cái cây trồng. Thì nó nói về cái nông nghiệp á mà con, nó còn bao la, nó còn rộng lớn lắm. Ví dụ như tại sao mà em làm cái cây na thì thông thường là rất là ít ai mà mình vô mình bình luận những cái vấn đề nó tiêu cực, nó khiếm nhã, không có mà con. Tại vì những cái gì mà em làm nó đều thực tế. Và những cái gì em làm, tại sao em làm những cái cây mít ruột đỏ Indo hoặc là cây sầu vậy đó, thì em không sợ bà con. Cái điều em không sợ gì hết, tại vì em biết có những người, người ta rất là lão luyện, rất là lão luyện, rất là chuyên nghiệp, gọi là chuyên gia. Nhưng mà đối với bản thân em á, nền nông nghiệp nó còn rất là nhiều điều người ta chưa biết, và kể cả bản thân em cũng chưa biết. Em là một người là em dám nghĩ dám làm, em luôn thay đổi cái cách làm và tìm tòi ra được những cái mới, cái phát triển mới, chứ không phải là làm theo những cái lối xưa, người xưa làm sao kệ em không quan tâm. Vấn đề là em làm, em mạnh dạn em đổi mới cái cách, đổi mới cái phương pháp để cho nó tốt hơn. Nông nghiệp nó còn bao la lắm. Em chia sẻ như thế đó với bà con thôi là em, bà con biết em tâm đắc cỡ nào rồi. Hôm nay thì đôi lời cùng quý bà con mình về cái bên Lê Gia. Ở bên đó là cái mảng cầu gai bà con. Để tí xíu em đi bên mảng cầu gai cho bà con mình xem. Thì sẵn quay thì quay hết luôn bà con. Sẵn quay thì quay hết cái khu Lê Gia cho bà con mình luôn. Thì cái khu này cũng gần 2 hết nha. Em cũng những gì mình làm thì mình có làm sao thì mình chia sẻ bà con như thế thôi. Bởi tại sao mà mình xài cái gì thì mình chia sẻ cái đó cho nó chắc bà con. Mình làm gì mình chia sẻ cái đó. Thậm chí là em phát trực tiếp mà bà con. Bà con có theo dõi em là em phát trực tiếp lại luôn. Rồi xong rồi em xài đạt thì nó đạt, không đạt thì nó không đạt bà con. Mình xài hiệu quả cái nào thì mình chia sẻ hiệu quả cái đó, còn không hiệu quả thì mình nói không hiệu quả. Để bà con mình xài thôi, chứ bây giờ mình nó không không hiệu quả mà mình xài mình nó hiệu quả thì nó cũng cũng không có hay. Nói chung là bên Layya thì đỉnh thốt nốt Cần Thơ là cái nói về cái thực tiễn rất là cao bà con, phải nói về thực tiễn. Ở khi em chia sẻ bà con về nhiều cái vấn đề á, là có nhiều bà con hỏi em là cái
cái thuốc đó đó là cây anh đang mang trái rồi anh xịt được không, có nó có bị nám cây nám trái gì không. Thì nếu mà em không chỉ thì thôi, nếu mà em chia sẻ thì bà con cứ xài, tại vì em đã xài thực tiễn rồi em mới dám chia sẻ. Mình không xài thì mình không dám chia sẻ bà con, tại vì cái kinh tế của cái cây na nó khá là cao, cái lợi mà mình trách nhiệm nó nặng nề lắm, trách nhiệm nó lớn lắm, nên cái nào biết thì chia sẻ biết, cái nào không biết thì chia sẻ không biết, chứ mình không có như kiểu mà ta đây mình chỉ tùm lum thế lai mà không biết cái gì hết trơn là chết nhau con, là ngấm cù nèo luôn đó. Đó mà con thấy cái phân gà vi sinh cây nó phát hơn trong kia dữ lắm, chứ là loại nào cũng đạt nhưng mà 90 thôi bà con. Cây đẹp dữ lắm, đẹp, mới trồng con tháng mấy nè cây bắt đắt ra rễ ra mô luôn rồi bà con. Để quay đi hết vườn cho bà con mình xem. Thì gì mình cứ chia sẻ thực tiễn đó thôi, bởi vì khi mà xịt kịp sáp á, ở cái vườn em làm không bao giờ có kịp sáp, không bao giờ có nhện đỏ, không bao giờ có sâu. Cái quan trọng nhất là cái giải pháp bà con, giải pháp phân thuốc thì nó đầy, nhưng mà quan trọng nghĩa là cái phân thuốc nó có hiệu quả hay không là một, cái thứ hai nữa là cái giải pháp, cái giải pháp của nó có phù hợp hay không. Nhiều vườn là tại sao mà làm hoài là không hết hết kịp sáp, mà bên vườn thầy đến là không có con kịp sáp nào, nên nó nằm ở chỗ cái giải pháp. Nhiều khi là em cũng phân thuốc đó, nhưng mà em trộn 3-4 loại thuốc với nhau, em dám xịt, em xịt thì cái con nghiệp sáp em hiểu được cái đặc tính của con nghiệp sáp, nên là em mạnh dạn em làm bờ tốt ghê tốt. Cây xanh dần đây, bên đây cái mảng cầu gai bà con, thằng gai này thì cũng quy trình chăm sóc cũng thùng chuyên cầu đây mít này kia thôi bà con. Cầu gai nè, cây này trồng mấy tháng rồi, em có quay nhiều cho bà con nguyên cái khu này bà con thấy không, rất là đẹp. Đó, bên đây thì bên Lê Gia thì tận dụng cái mấy cái đất trống này mình làm gãy bà con. Thì sắp tới ở đất trống bên mảnh cái mảnh nhỏ này nè, thì em đang chuẩn bị trồng cái đậu nành rau á bà con, ta ăn nguyên trái đó, đậu nành rau á. Thì em đang chuẩn bị cho xới cái đất này lên, xong rồi tụ gom rồi mình trồng cái đậu nành rau. Thì cái bước cái trồng đậu nành rau á, để mình tận dụng cái đất trống thôi. Nhưng mà bên em thì làm khác với bà con. Bên em thì tại vì bên em cung cấp cho bà con cái cây giống ha. Cây giống xong rồi mình hỗ trợ kỹ thuật cho bà con mình, cái phân thuốc, cái kỹ thuật chăm sóc để nó có cái đầu tấn để đạt sản lượng, rồi mình thu mua lại luôn. Thì bên em là làm cái gì thì nó cũng phải nó ở cái tầm hệ sinh thái vậy, chứ nếu mà em không phải là người nông dân mà em trồng để em bán cho lái đâu, em là lái luôn kiểu vậy. Thì cũng chia sẻ cho bà con, đây cây quá tốt rồi đó. Thì cái đậu nành rau này sắp tới em sẽ triển khai, từ bà con nhớ theo dõi em bên Lê Gia Thầy Định Thống Đốc một thời nha. Thì em triển khai về đầu tiên là em phải trải nghiệm trước đi, trải nghiệm thì nó có năng suất đạt hiệu quả, kỹ thuật nó như thế nào thì em sẽ chia sẻ cho bà con mình làm, mình nhân rộng thế thôi. Chứ bây giờ mình phải đi tiên phong trước bà con, tại vì bây giờ cũng có nhiều khách em đang đặt cây giống, đang đắt cũng bỏ trống, nhưng mà em nói bây giờ không biết trồng gì, em nói thôi để con trải nghiệm trước đi, rồi đạt thì con hướng dẫn cho ông chồng, con hỗ trợ kỹ thuật này kia luôn đó. Thì tại vì ông giao cái vườn na đó cho mình chăm sóc kỹ thuật, rồi ông nói đắt trống không biết bỏ, tính cho mướn mà mướn không có nhiều tiền, nói để thôi để con làm thử cái đậu nành rau coi nó hiệu quả làm sao, rồi chú cháu mình làm. Ông cũng ok, ông nói ông đợi làm. Ông cũng lên 6-7 công á, cũng gần nhà mà con. Ở đây cái mảng cầu gai đây, cầu gai xài thùng chuyên cầu để mít, cây mới mấy tháng tốt dữ dằn nha bà con, đẹp dữ dằn lắm. Rồi chúc quý bà con mình nhiều sức khỏe, thành công nha.